Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ba, mình là chủ nhân của kênh Ba Ba Ba. Hôm nay mình xin nói chuyện về những lý do nên đi du học Nhật Bản. 5 lý do tại sao lại nên đi du học Nhật Bản. Lý do thứ nhất là các bạn có một cuộc sống tự lập, rèn luyện được cái cuộc sống tự lập. Vì sao? Vì sang đây các bạn phải lo từ A đến Z, ăn uống, nấu nướng, giặt giũ, gấp quần áo, tự mua sắm, tự mua vụ ốm đau, tự phải mua thuốc, không có người thân ở bên cạnh. Đấy, các bạn phải làm từ A đến Z những cái điều đó. Đấy, rồi là đi học nọ kia. Đấy, các bạn phải tự giữ gìn sức khỏe của bản thân mình. Đấy, nên là những bạn khi có cái ý định muốn đi du học Nhật Bản ấy, thì trước khi đi sang ấy thì phải rèn luyện cái kỹ năng thích nghi đi để đỡ bị sốc sang bên đây, đỡ bị sốc và tránh những cái trường hợp mà đi sang bên đây rồi lại bị sốc cái văn hóa rồi này đang học giữa trường lại bỏ học đi về. Đấy, nên mình phải rèn luyện đi. Sang mình bên đây thì các bạn sẽ rèn luyện được cái tính tự lập và kỷ luật. Thứ hai là học được cái tính văn minh của người Nhật. Ở đâu cũng thế thôi, có người tốt, người xấu. Ở Việt Nam mình có rất là nhiều người tốt, nhưng mà ở Nhật có nhiều cái điểm nét văn minh mà ở cả cái thế giới được công nhận. Ví dụ như là người ta không vứt rác bừa bãi ở đâu. Thực ra là ở trên đường có rác, nhưng mà có những người ta ưa ý thức, người ta đi nhặt những cái rác, những cái tàn thuốc, cái mẩu thuốc người ta gom lại xong người ta vứt đi. Khi đó thì cái đường phố luôn luôn được sạch sẽ, được quét dọn. Khi đó những người đi sau người ta nhìn cái đường phố này nó sạch sẽ như này, nên là người ta cũng không dám vứt rác, không dám xả rác ra ngoài đường. Mọi người đều có ý thức chung đó. Hay là những cái một cái chi tiết rất là nhỏ này thôi, ví dụ như các bạn đi vào thang máy ấy, thì người ta thường hay người đi vào trước ấy, người ta bấm vào cái nút mở của thang máy để cho những người khác người ta đi vào, hay là bấm mở để người khác đi ra. Đi ra người ta kia người ta đi ra hết rồi thì cái người đấy người ta mới là người đi ra sau cùng. Đó cũng là một cái gọi là rất là nét văn hóa rất hay của người Nhật mình. Hay là như vấn đề về đụng chạm vào người khác, tuyệt đối không được đụng chạm vào người khác. Đấy, nhìn không được nhìn chằm chằm vào người khác nữa, nên em này xinh gái sexy này, không nhìn chằm chằm vào người khác. Đấy gọi là thô lỗ là thứ nhất. Thứ hai là không được đụng chạm vào người khác. Ví dụ đi trên tàu điện ấy, đi trên tàu điện vào giờ cao điểm vào đông ấy, thì người ta hay thường hay giơ tay lên trên này, hay một tay này nữa thì có ôm tay trước ngực, ôm cặp, ôm quyển sách hay ôm cái gì đó, không để người ta không để dưới tay ở dưới này, buông tay dưới này. Ví dụ là chạm vào phần nhạy cảm của chị em sao, lúc đấy gặp người bình thường không sao, vậy mấy người ta khó tính hay là dở ngương ấy thì người ta lại bắt mình, người ta la lên, người ta bảo mình cố ý đấy, cố ý đụng chạm người khác, gọi công an, gọi cảnh sát. Lúc đấy mình có thể rất là rắc rối, có thể bị phạt tiền mấy chục man, hai ba mươi man, hay là có thể ảnh hưởng đến cái vấn đề visa của mình. Đấy, hay như cái việc là người ta đi ấy, người ta đứng xếp hàng để đợi đi lên tàu này, hay xếp hàng để mua đồ này, xếp hàng để rút tiền này ở cây ATM này, rồi là nọ kia này, đi mua hàng nọ kia này, tất cả mọi người xếp hàng dài. Tất cả khi người ta đi ấy, dù là đi ở trong đi tàu ấy, người ta vẫn xếp mỗi người đi ở một bên này, bên tay trái, ví dụ như ở Tokyo này người ta hay đi bên trái này, một người bên đi bên phải một hàng này, không được đi chen lấn với nhau. Đấy, rất là nhiều những cái nét văn hóa văn minh mà người ta gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Đấy, về cái thứ ba mình mới nói đó là Nhật Bản là một cái đất nước được coi là một quốc gia an toàn và có cái ý thức về sức khỏe. Vì sao? Vì Nhật Bản này người ta sử dụng, người ta đi lại bằng cái hệ thống tàu điện
rất là nhiều, chủ yếu người ta đi làm về bằng sử dụng vào cái hệ thống tàu điện. Còn đi đối với trên đường ấy thì người ta đi sử dụng là xe ô tô, là xe máy, xe mô tô mới xe đạp. Xe đạp người ta sử dụng rất là nhiều, xe mô tô, xe máy thì sử dụng rất là ít thôi. Đấy, và người ta đi ở ngoài, người ta đi rất là chậm. Đèn xanh đèn đỏ người ta không vượt, đèn xanh đèn đỏ này. Và đôi khi là đi ở trên đường ấy, khi người ta thấy người ô tô ấy là nhường đường cho người đi bộ. Đấy, sắp tới đấy có người đi bộ muốn đi qua nọ kia này, người ô tô người ta dừng lại để người đi bộ đi qua. Đó, người ta đã đi rất chậm chạp, an toàn, tỷ lệ tai nạn giao thông là rất là thấp. Ừ. Về cái vấn đề về sức khỏe thì thực phẩm ở Nhật Bản này là nói chung là tương đối là khá là an toàn và sạch sẽ. Như là cái vấn đề về cái nước nước máy này, mình có thể uống trực tiếp nước máy được. Ừ. Có thể các bạn có người người ta sử dụng máy lọc qua qua cái máy lọc, nhưng mà bình thường có thể uống trực tiếp nước máy được, như ở các công viên ấy, có thể rửa tay rửa chân hay là có thể uống trực tiếp nước máy được ở những cái công viên, những cái địa điểm công cộng mà người ta có thể lắp những cái hệ thống nước máy nọ kia đấy, là có thể uống được. Đấy có nghĩa là thấy hiện cái sự sạch sẽ, nước có thể uống được. Đấy, hoa quả rau cỏ nọ kia ở cái siêu thị là sạch sẽ, khá là sạch sẽ, vì người ta được kiểm định. Vụ những cái hoa quả nhập vào nọ kia phải kiểm định an toàn rất là cao, nghiêm ngặt thì người ta mới cho vào vào trong Nhật Bản này. Đấy, và cái nhất thứ hai là về cái về người dân ấy, cái ý thức người chăm sóc hoa quả cây trồng, người dân phun thuốc trừ sâu bảo quản thực vật đến nọ kia ấy, thì người ta cũng sử dụng ở trong cái giới hạn mà có thể, vụ đến cái giới hạn nào đó người ta không sử dụng nữa, để giới đoạn đấy bán và ăn nọ kia thôi. Ừ. Cái thứ tư mình muốn nói là tại sao nên đi du học ở Nhật Bản. Vụ so với những nước Mỹ, Anh nọ kia thì chi phí nó rất là đắt. Ừ. Ở những nước ở châu Á này thì Nhật Bản vẫn là một cái nước nước tiên tiến rồi. Thì chi phí của học phí của Nhật Bản này thì nó cũng khá là hợp lý. Một năm của nó là rơi vào khoảng 70 đến 75 man. Có thể tùy vào từng trường thì cái học phí của nó có thể cao hơn người thấp hơn. Đấy, và tùy những trường vùng nó khác nhau nữa, nhưng mà rơi vào khoảng tầm 150 triệu một năm. Ừ. Đó là cái học phí của một năm ấy. Và cái điều ưu điểm của nó là sang bên đây các bạn có thể đi làm được ngay. Đấy, vì sao? Vì đến đến sân bay là người ta đã đóng dấu cho các bạn một cái con dấu là được làm phép làm 28 tiếng một giờ trong tuần. Đấy, mà một giờ làm bây giờ ví dụ như ở Tokyo này thì là, hay là những cái thành phố lớn ấy, có rất là nhiều việc làm thêm, dễ xin việc lắm. Ừ. Nó mức lương nó khoảng tầm 850 900 yên đến khoảng 1 sen 2 một giờ. Đấy thì nó rơi khoảng tầm 200.000, hơn 200.000 tiền Việt Nam đồng, một Việt Nam đồng ấy, một giờ để các bạn làm thêm ấy. Đấy thì làm thêm thôi. Ừ. Có rất là nhiều việc, bởi vì hồi hồi xưa mình khi mình sang đây ấy, thì là có nhiều nó việc nó cũng khó hơn, mà đôi khi là nhiều bạn là phải mất tiền để show case giới thiệu việc ấy. Ừ, mất 2 man 3 man là khoảng tầm 4 triệu 5 triệu 6 triệu để giới thiệu việc. Nhưng mà bây giờ cái tỷ lệ đấy nó ít hơn nhiều và hầu như là không có. Ừ. Nhiều việc lắm, cứ người người Việt Nam mình bây giờ sang bên Nhật này đông lắm, người này giới thiệu cho người kia. Ừ. Người này giới thiệu cho người kia, nhiều việc rất là đông. Ừ. Thứ năm mình mới nói đó là cái cơ hội ở lại Nhật làm việc sau khi tốt nghiệp là rất là cao. Đấy, như mình học trường tiếng tiếng Nhật là hai gần 2 năm này, sau đó là học lên trường đại học này, vì đối với mình thì mình có bằng đại học ở Việt Nam rồi nên mình học liên thông, nên như ở học liên thông lên đại học ấy 2 năm thì chỉ mất 2 năm thôi. Có thể những cái bạn học chuyên môn thì cũng mất, chỉ mất 2 năm chuyên môn ở trường chuyên nghiệp, nó hiểu như ở trường chuyên nghiệp trung cấp ở Việt Nam mình ấy, hoặc là đại học thì mất 4 năm. Sau khi học ra trường các bạn có cơ hội ở lại Nhật để làm việc rất là lớn, bởi vì đất nước Nhật Bản này là một đất nước già hóa. Ừ. Người ta rơi vào khoảng 1/3, gần 1/3% dân số là trên 60 năm tuổi. Ừ.
người ta rất là thiếu nguồn lao động trẻ. Các bạn bộ đấy khi sau ra ra trường tùy vào năng lực tiếng Nhật của mỗi người. Nếu mà các bạn năng lực tiếng Nhật của bạn cao thì các bạn làm được những việc ngon, lương cao. Còn đâu năng lực tiếng Nhật của mình mà yếu ấy, thì mình sẽ đi làm được những cái công việc mà nó nghiêng về vấn đề về tay chân hơn đó. Nhưng mà công việc thì rất là nhiều, có những bạn có thể là khó quá thì qua những cái công ty giới thiệu việc làm mất khoảng tầm 20 đến 30 man, rơi khoảng 40-60 triệu. Thì là sẽ có công việc. Hoặc là ví dụ như là bạn nhờ ai đó, ví dụ là nhờ người anh chị senpai là nọ kia đang làm ở đâu đó giới thiệu cho mình vào cái công việc, vào công việc đó. Ví dụ như làm ở sushi khách sạn hay làm quán ăn hay là làm ở đâu đâu đó, đổi visa rất dễ thôi. Mà lương khoảng tầm 20 man, trên 20 man ban đầu ấy, thì tầm 20 man một tháng nó khoảng 40 triệu, hơn 40 triệu một tháng. Đấy, sau khi cơ hội của các bạn ấy là rất là nhiều. Hoặc là bây giờ các bạn có thể về Việt Nam, bây giờ các công ty nhà máy xí nghiệp ở của Nhật về Việt Nam là rất là nhiều đúng không? Và lương khá là cao. Lương ở bên Việt Nam đánh được đánh giá những công ty của Nhật để đánh giá trả lương ấy là cao. Và một cái số và rất nhiều những cái lý do khác và nên đi du học Nhật Bản. Đó là mình chỉ nêu lên mấy cái gọi là cái lý do cơ bản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rất mong là cái video này sẽ giúp ích được cho một số các bạn mà có nguyện vọng muốn đi du học Nhật Bản, hay là có bạn bè con em mình muốn đi du học Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào.